Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Cơ thể bạn nói gì. Hôm nay xin được mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi chương trình của chúng tôi với chủ đề giải pháp hạ axit uric trong máu hiệu quả, giảm đau, ngăn ngừa các cơn gút cấp và phòng ngừa biến chứng bệnh gút. Thưa quý vị, nói đến bệnh gút thì những bệnh nhân bị gút hoặc trong gia đình có người bị gút sẽ hiểu ngay được cái sự đau đớn kinh hoàng của những người bệnh khi phải chịu đựng cơn đau hành hạ. Có thể nói là chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi cũng làm người ta đau đớn không thể nào chịu đựng nổi. Và không chỉ là chịu đựng những cơn đau đớn, những bệnh nhân bị gút sẽ còn phải chịu đựng những cái sự vất vả trong quá trình phải kiêng khem. Họ sẽ phải gặp những khó khăn trong cuộc sống, trong sinh hoạt, trong công việc hàng ngày. Và hôm nay trong chương trình này, với sự chia sẻ của các chuyên gia và khách mời, hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi và chúng ta sẽ cùng tìm được những phương pháp để làm thế nào ngăn ngừa được những cơn gút cấp, làm thế nào để có thể hạ axit uric trong máu hiệu quả, để có thể ngăn ngừa được những biến chứng của bệnh gút. Đến dự chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình, Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Xin chào Thảo Vân, xin kính chào quý khán giả truyền hình. Và một vị khách nữa xin được giới thiệu, chú Nguyễn Văn Khởi. Xin chào Thảo Vân, xin chào bác sĩ, xin chào tất cả mọi người. Xin được cảm ơn hai vị khách mời ngày hôm nay đã dành thời gian để đến với chương trình. Và ngay sau đây xin mời quý vị cũng như các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Chúng tôi đến với những con đường mưa xả xích của một tỉnh thuộc phía Nam xa xôi có tên Bình Phước, để gặp gỡ nhân vật của tuần này, chú Bùi Đức Danh, 53 tuổi, mắc bệnh gút tính đến nay đã là cả một thập kỷ dài, với những cơn đau đến thừa sống thiếu chết, cơn đau mà cho tới giờ, mỗi khi nhớ lại, chú vẫn phải dùng hai từ kinh hoàng để miêu tả về nó. Mình bị bệnh gút cho đến bây giờ là nó khoảng 9 đến 10 năm. Đầu tiên là chứ nhất, không sưng. Sau đó là nó dấu hiệu của nó bệnh gút bắt đầu là sưng đấy, sưng khớp, cứng khớp, thường là khớp mắt cá chân và đầu gối. Lúc đó mới chịu đi khám á, cái uric cao nhất cái thời đó là 595. Mới lúc đầu là 3 tháng đến 4 tháng mới đau một lần uric cấp. Sau này nó tăng lên dần dần, nó càng gần nhau hơn. Một tuần bị một lần, một tháng tức là tôi bị tới 4 lần, dai dẳng mà dữ dội. Nói chung là nó cứng, nó đau chỗ nào là cứng khớp chỗ đó, mình không hoạt động gì được. Mình thay đổi đủ tư thế nó vẫn đau, mà mình nằm im nó vẫn đau. Nó bắt đầu nổi một cục và sưng to lên, cái cục đó nhìn nó bóng, nó mọc khớp và khớp thôi, nó chỉ nổi trên bàn chân. Rồi lúc nó ngại lắm, mang đôi giày đôi dép không được, tất cả là đều phải nhờ vào người thân hết, kể cả vệ sinh cơ thể hoặc là mình muốn di chuyển là chỉ ngồi lên cái ghế thôi. Lúc mà nó đau là đa số là lết trên nền nhà. Rồi mình mới nghĩ trong lòng là chắc chẳng lẽ là mình tới đây là hết đời hay sao? Rất nhiều khán giả muốn đặt câu hỏi, thưa bác sĩ, đó là cơn gút cấp là gì và làm thế nào để người bệnh nhận biết là mình đã đang bị một cơn gút cấp ạ? Gút là gì? Gút là một cái rối loạn chuyển hóa protein, trong đó có hình thành axit uric lưu hành ở trong máu đến tích hợp ở tất cả các cái khớp xương và ở một số mô nhất định, và gây ra cơn đau. Chắc hẳn tất cả những người bị gút sẽ nhớ rất lâu những cái cơn gút cấp của mình, và họ thường mô tả như thế này: một cái đau thường thường sau một bữa ăn thịnh soạn, sẽ có rất có nhiều hải sản và thịt, đồng thời có uống thêm rượu bia. Và cái cơn đau này thường thường nó sẽ xảy vào buổi đêm và sẽ khiến cho người ta mất ngủ, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc của ngày hôm sau và chất lượng của cuộc sống. Cái cơn đau này nó đau đến nỗi mà cơn đau vua, tức là đau hơn tất cả những cái đau khác. Đấy, thì cái cơn đau đó nó thường là cấp. Cái tái diễn của nó thường là có thể lặp đi lặp lại trong vài tuần. Ban ngày xu hướng của nó thì nó đỡ đau hơn, nhưng nó hay đau về đêm và sẽ tạo ra cái sự mất ngủ. Tất cả những cái biến chứng của nó thì nó sẽ gây ra tổn thương các khớp và những cái lắng đọng axit uric ở tất cả các mô và gây ra những hệ lụy nhất định. À, như vậy có thể thấy rằng là thật sự là rất là khổ đối với những người mà bị gút, đúng không ạ thưa bác sĩ? Vậy thì nguyên nhân nào để gây ra những cơn đau gút cấp, và những cơn gút cấp này thì sẽ gây ra những hậu quả thế nào tới sức khỏe và cuộc sống của bệnh nhân ạ? Gút sau này các nhà khoa học đã tìm ra là nguyên nhân do ứ động axit uric khi protein chúng ta nhập vào cơ thể chúng ta qua đường ăn uống, sẽ tạo ra cái chuyển hóa cuối cùng là cái xanthin. Cái xanthin này nó sẽ được tạo dựng bởi cái xanthin oxidase, nó chuyển hóa xanthin thành axit uric. Bản thân cái axit uric này ấy, khi lắng động như thế, nó sẽ tạo ra cái muối urat. Muối urat là cái tinh thể mà nó sắc nhọn, và cái thứ hai là nó sẽ lắng động ở các khớp, nó gây bào mòn các khớp, phá hủy các cái sự sụn khớp của chúng ta. Thế thì khi mà chuyển hóa như thế thì nó lắng động ở các khớp, gây ra các cái hạt trophy.
Hạt châu phi này thì nó lắng đọng rồi, mà khi chúng ta chọc ra nó như bã đậu. Thì tất cả những hạt châu phi này nó biến dạng các khớp. Thì các khớp ở đây hay gặp nhiều nhất là các khớp ngón chân cái, ngón bàn, mắt cá. Thậm chí là có nhiều người là ở đầu gối, rồi các khuỷu tay, rồi các cái ngón bàn đốt xa của ngón gần. Thế thì tất cả những cái hệ lụy đó để lại cái hình thể rất xấu về thẩm mỹ. Và đặc biệt là nó sẽ hạn chế vận động và biến dạng các khớp. Tất cả những cái hệ lụy đó nếu ở tổ chức mô, ví dụ trong mạch máu chẳng hạn, và gây ra những cái biến chứng về tim mạch sau này. Ngoài cái việc mà lắng đọng ở các cái khớp ấy, để gây ra cái cơn gút cấp, thì cái tinh thể muối urat này còn tồn tại lắng đọng ở những cơ quan nào khác trong cơ thể không ạ? Giống như bác sĩ vừa có nhắc đến chuyện là những người bị tim mạch ấy, ngoài ra còn có những cái cơ quan nào khác ạ? Một cái tổ chức mà cũng rất là hay bị lắng đọng ấy là cái ống thận. Khi mà lắng đọng ống thận ấy, thì khi mà siêu âm thì ở bệnh viện người ta sẽ nhìn thấy các cái cặn hoặc sạn thận, thậm chí là sỏi thận. Thế thì tất cả những cái hệ lụy của cái sỏi thận, mà sỏi đặc biệt là sỏi urat ấy, thì nó rất là cứng và nó sẽ cứa vào, sẽ gây chảy máu và sau này gây những cơn đái máu, thậm chí là suy giảm các chức năng thận và thậm chí kể cả suy thận. Thế còn những cái hệ lụy mà để lại ở các khớp ấy thì thường thường là sau này khi mà nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ thì người ta phải tổ chức là tiểu phẫu và phẫu thuật. Khi phẫu thuật ấy, thì nó ảnh hưởng đến các cái nhánh dây thần kinh, đặc biệt là cái khuỷu tay, con thần kinh trụ là rất là khó khăn trong cái vấn đề là tiểu phẫu. Vậy thì thưa bác sĩ, làm thế nào để chúng ta có thể ngăn ngừa tần suất của những cơn gút cấp, ngăn ngừa cái sự lắng đọng của các cái tinh thể muối urat, giúp cho bệnh nhân có một cuộc sống khỏe mạnh và có thể hạn chế được những cái biến chứng nguy hiểm do bệnh gút gây ra? Về chế độ ăn uống ấy, cố gắng là hạn chế tất cả những cái thức ăn mà tạo ra axit uric nhiều, trong đó có hải sản và các thịt bò đỏ. Nhưng mà đặc biệt có một số loại rau mà đặc rau mầm mà đang ở dạng phát triển, thí dụ như là giá đỗ này, rồi nấm thì cũng có thể gây ra. Đặc biệt là trong cái giai đoạn cấp như thế thì khi mà cơn đau như thế thì phải hạn chế vận động. Nhưng mà ngoài cái cơn đó thì chúng ta vẫn phải vận động một cách đều đặn, vừa phải và thích hợp với lại từng người bệnh, cá thể bệnh vật. Tránh dùng rượu bia, nước uống nhiều cũng là một cách để thải axit uric ra. Đặc biệt là người ta khuyên là dùng các cái nước mà có ion kiềm, vì nguyên nhân của nó là do tăng axit uric trong máu, cho nên làm bằng mọi cách phải giảm được axit uric trong máu. Trong Tây y thì dùng thuốc tây thì nó ức chế cái enzyme xanthin oxidase. Thế thì khi mà dùng nhiều cái thuốc tây thì nó sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa là một, hai là chức năng thận, và đặc biệt khi mà dùng nhiều như thế thì sau này là gan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trong Tây y là thường là người ta hay dùng hai nhóm giảm đau, một là cái colchicine. Thì colchicine giảm vào những viêm chứ không giảm được axit uric. Có một cái nữa là Tây y rất hay dùng, đó là corticoid. Thì corticoid chúng ta biết rồi, nó dùng chữa rất nhiều bệnh, trong đó dùng bệnh gút thì nó giảm đau khá nhanh. Thế nhưng để lại hệ lụy hơn chục biến chứng, ví dụ như teo cơ, các biến chứng về giữ nước, các biến chứng về loãng xương, đặc biệt là biến chứng suy thượng thận hay gặp nhiều nhất. Thế thì xu hướng sau này các nhà khoa học cố gắng là dùng các thảo dược. Thảo dược cũng có tác dụng này. Thứ nhất là ức chế cái enzyme xanthin oxidase. Cái thứ hai là tăng đào thải. Cái thứ ba là trung hòa, bớt axit uric đi. Nếu mà dùng thảo dược nó sẽ giảm được các cái biến chứng, tác dụng nó lâu dài và đánh cũng vào nguyên nhân chính và an toàn. Bác sĩ vừa nhắc đến những cái thảo dược để giúp giảm axit uric trong máu, hạ axit uric trong máu, rồi giảm đau chống viêm rất là hiệu quả. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn cho chúng tôi hiểu được không ạ? Về các cái thảo dược thì cái nhóm mà ức chế cái xanthin oxidase, tức là giảm cái sự tạo ra axit uric, thì có ba cái thảo dược mà chúng ta hay đề cập đến: anh đào đen, cái hai là hạt cần tây, cái ba là hạt nhãn. Quả anh đào đen có rất nhiều nghiên cứu về nó, nhưng mà chúng ta đáng lưu ý là có một cái nghiên cứu của trường Đại học Y khoa Boston của Mỹ, thì nghiên cứu trong 634 người bệnh vào năm 2008 cho bệnh nhân dùng cái tinh chất của quả anh đào đen sau 4 tuần thì cho thấy là 100% tất cả các bệnh nhân là đều hạ được axit uric. Nhưng đặc biệt nó có 57% là trở về cái ngưỡng cho phép. Thế còn cần tây là một cái nhóm mà nó có thể giúp cho là trung hòa được axit uric. Thảo dược mà có tính chất lợi tiểu thì có trạch tả, mã đề, bách xù và ngưu bằng tử. Một số cái thảo dược mà có cái tác dụng là giảm đau tiêu viêm thì phải kể đến là có gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa và húng tây. Thế thì nếu mà chúng ta giảm được axit uric thì cũng là giảm được các cái sự hình thành hạt châu phi, đồng thời là giảm cái cơn đau cho bệnh nhân, tăng lại cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một tình huống của chương trình. Đại ca! Đúng rồi, giật cả mày. Đi làm vài mét lòng với một cút đi. Thôi. Tôi lại ông. Nha. Đến 1 cm nữa là tôi cũng không dám chơi nha. À, sao đấy? Đau kinh khủng thế này.
sáng hôm nay ngủ dậy vừa mới thò ngón chân xuống sàn nhà, ôi giời ơi đau điếng lên, đau ơi là đau. Ôi Hood, ôi giời ơi, Robin Hood thì nguy hiểm lắm đấy. Anh yên tâm đi nhá, lát về nhà em tặng anh một giải pháp từ thiên nhiên. Cái này ý, chuyên dành cho người bị gút như anh ấy. Giải pháp gì? Giải pháp này ý, giúp là hạ axit uric ở trong máu nhá, nhờ ba cơ chế tác động ức chế hình thành axit uric trong máu đấy, rồi làm trung hòa axit uric lợi tiểu, tăng đào thải axit uric, đồng thời ý, giúp giảm đau này, chống viêm rất hiệu quả. Từ đó sẽ giúp anh ý, giảm tần số tái phát đợt đau gút một cách rõ rệt. Mà đặc biệt cái giải pháp này chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên như là quả anh đào đen này, hạt nhãn, hạt cần tây, nên ý không sợ bị đau dạ dày. Ồ thế à, thế thì tuyệt vời quá. Này, thế thì giúp anh luôn đi. Ok. Rồi. Nước lọc. Dạ vâng, thưa chú Khởi, chúng tôi cũng được biết là chú cũng là một người đã bị bệnh gút nhiều năm. Chú có thể chia sẻ về cái tình trạng sức khỏe của chú được không ạ? Trước đây thì cơn gút của tôi là tháng nào cũng bị, mà gần như dày đặc, mà đau điếng người như là chết đi sống lại. Mọi cái sinh hoạt ấy, đi lại tôi ngồi tại chỗ, chứ không đi lại được. Khi mà tôi bị đau ấy, là tôi chỉ uống cái thuốc giảm đau. Thế nên nhưng mà cái thuốc giảm đau đấy thì nó lại có cái tác dụng phụ làm tôi là đau dạ dày và đi tiêu chảy. Mà khi cái dùng rượu bia vào thì cái lượng axit uric trong máu tăng lên 710. Thế khi mỗi lần khi đau thì là các cái cục là nó cứ nổi ở mắt cá chân và ngón chân cái. Mà khi mà tôi muốn đi đôi giày cho lịch sự thì lại không đi được, cứ chạm vào là đau điếng người. Những cái cục đó nó nổi lên nó đau không chịu nổi mà đi chích. Bác sĩ lận ra thì nó có màu như là màu sữa. Bên cạnh đấy khi mài ra thì nó cứ như là màu mai mực mài á. Sau khi mà bác sĩ chích đi thì nó chỉ được một thời gian thôi và nó lại mọc lại. Đấy. Và các cái việc về sinh lý nhiều khi mà làm cạnh vợ là cứ thở dài. Bác sĩ có thể phân tích rõ hơn được không ạ? Thứ nhất là Bollywood giảm cái sự tạo ra axit uric bằng anh đào đen, rồi cần tây và hạt nhãn. Tăng đào thải axit uric ra khỏi cơ thể thì bằng trạch tả, mã đề, bách xù và ngư bằng tử. Bollywood lại có tác dụng giảm đau, chống viêm là có gừng, bạc hà, tầm ma, kim sa và húng tây. Bollywood phối hợp được ba cái loại thảo dược này vào ấy, bệnh nhân sẽ đỡ được cái cơn gút cấp và cái khoảng cách giữa các cái cơn đau nó sẽ dài ra, chỉ số nó sẽ trở về cái ngưỡng cho phép. Bollywood phòng hình thành hạt châu phi và đặc biệt là các cái biến chứng hệ lụy như là hình thành là tắc ở ống thận này, rồi các cái cạn sạn thận này, rồi các cái biến chứng về tim mạch nó cũng sẽ đỡ dần đi và bản thân người bệnh ấy sẽ trở lại cái cuộc sống bình thường mới và thậm chí là họ sống kiêng khem một cách khổ sở nữa. Đặc biệt Bollywood thì được sản xuất dưới công nghệ rất là tiên tiến của cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Dưới công nghệ là siêu nano, rất là dễ hấp thu, tăng tính hiệu quả và đảm bảo tính ổn định. Thưa bác sĩ, tôi có người bạn phụ nữ trên 50 tuổi, vừa rồi cũng đau ở mắt cá chân và ngón chân, nhưng mà cứ uống thuốc giảm đau là đỡ. Xin bác sĩ cho tôi được biết bạn của tôi có phải bị gút không? Mà nếu là bệnh gút thì có dùng Bollywood được không? Bệnh này thì tại sao lại hay gặp ở nam? Bởi vì nam có testosterone mà nó sản xuất từ tinh hoàn. Như ở nữ thì lại chủ yếu lại là estrogen. Thế thì khi nữ có estrogen thì giảm cái sự tạo thành axit uric rất là tốt. Thời kỳ mãn kinh của nữ thì tùy theo từ lứa tuổi. Thế đến cái tầm tuổi đấy thì estrogen nó giảm hẳn. Thì cái sự bảo vệ để tạo ra cái sự axit uric ấy thì nó không còn nữa. Và axit uric sẽ tăng lên. Đặc biệt ở nữ thì có một số cái trường hợp là có thể tăng axit uric như thế này. Ví dụ như một số người mà điều trị bệnh lao. Cái thứ hai là một số người bệnh bị ung thư bởi vì xạ trị thì cũng tăng axit uric. Theo lời khuyên của tôi là phải đi kiểm tra y tế, tức là kiểm tra axit uric trong máu thôi. Chỉ số nếu nó vượt ngưỡng mà lại đúng đau các cái triệu chứng lâm sàng mô tả, thường ở các vị trí mà chúng ta thường gặp, thì như thế là đã bị gút rồi. Trong trường hợp này dùng Bollywood thì tác dụng vẫn lâu dài và không để lại hệ lụy gì cả. Cảm ơn bác sĩ đã giải thích để cho chú Khởi cũng như là những người bạn của mình, và chúng tôi cũng nghĩ là tất cả khán giả chúng ta cũng đều có thêm được những thông tin rất là hữu ích. Từng một thời bị bệnh gút hành hạ tới mức không đi lại được, nhưng nay chú Xanh đã khỏe mạnh trở lại, làm việc bình thường. Câu chuyện chiến thắng bệnh gút của chú chẳng khác nào một kỳ tích,
mà mỗi lần nhớ đến, chú vẫn còn kinh ngạc. Như tôi giờ là nói thì khiếp sợ của bệnh gút ngày xưa thì nghĩ đó, nhưng bây giờ thì hết sợ rồi. Giờ ít nghĩ đến bệnh gút lắm, nó thoải mái trong lòng rồi. Uống bệnh gút nửa tháng đầu, nếu mình chịu khó nhìn kỹ lại, kiểm soát kỹ bản thân mình thì mình thấy có thay đổi đấy. Tức là cái người nó đỡ nặng nề hơn, cái chân tay rồi nó cử động nó có một cái nhẹ nhàng rồi. Là nửa tháng đầu, lịch trình 3 tháng là mình uống là 2 đến 4 viên một ngày. Còn tháng thứ tư là mình uống chỉ có 2 viên thôi là mình thấy nó đã giảm hẳn, nhanh luôn. Đi xuống khám mà thì câu đầu tiên là mình hỏi bác sĩ là cái axit uric tình trạng của tôi thế nào, thì bác sĩ không gì hết, không ảnh hưởng gì hết. Có nhưng mà không có đáng kể. Bác sĩ mà nói vậy là mình rất là mừng. Mình thấy nó đỡ quá nhiều rồi. Nó không còn một triệu chứng gì nữa thì là cái đó là cái hay nhất. Và cục nổi trên bàn chân mấy hôm nay thấy buồn, cái rờ sao mất tiêu, trở lại như xưa rồi, gần được rồi đó. Hiện giờ nói tin vui luôn là bớt kiêng khem luôn. Nói chung là mình có thể được ngồi được các bàn tiệc cũng như anh em đã từng uống, anh em chia sẻ với tôi vậy đó. Nói chung là tin mừng là như vậy, mà thấy nó không ảnh hưởng gì, mọi người lại khỏe thắng thêm nữa. Nó không y như là mình mới vừa được trải qua một cuộc sống mới vậy đó. Đi đứng bình thường nhẹ nhàng, kể cả tư tưởng cuộc sống thoải mái. Cho nên giờ tin tưởng lắm, cứ ngày nào cũng sáng thức dậy là uống. Ngày đó mình yên tâm, tha hồ là mình vui cùng bạn bè. Bodygood là sự kết hợp hoàn hảo của những thảo dược như quả anh đào đen, hạt cần tây, hạt nhãn, trạch tà, bách xù, ngưu bàng tử, mã đề. Bodygood giúp hạ axit uric trong máu, co nhỏ hạt tô phi, giảm tần suất mắc các cơn gút cấp, phòng ngừa biến chứng bệnh gút. Bodygood được sản xuất bởi công ty dược GNE International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bodygood, sản phẩm của Mỹ. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Bệnh gút thật sự là một bệnh cực kỳ đau đớn và khổ sở cho người bệnh cũng như gia đình của mình, và chúng tôi cũng hy vọng rằng với một cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay có thể cũng sẽ là một giải pháp rất là hữu hiệu để giúp cho những khán giả mà đang bị gút có thể giải quyết được vấn đề của mình. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.